Không cần, bởi vì cái chiều lên cao, dễ quá. chiều cao cái này nó đến nơi rồi. Thì bây giờ anh với em giải ra một cái trước không, mà mình đứng đây nha. Con béo ơi, con béo ấy ra, từ từ từ. Con đoán ghét này, từ từ nhá. Em sẽ đặt cái này. Kéo à? Còn sao không sao? Không phải nhiều đấy đâu thưa cô ơi. Không phải lối này các bạn. Si la vi. Không biết gì.
không bị dày quá không? Không. Ôi kìa. Ơi. Dụ dụ luôn để khổ bố rồi. Yên bình thì không yên bình. Chơi thì không chơi. Quả tin này. Chào. Chào này cũng ngon rồi lúc. Ừ. Yeah. Một chi. Trời ơi, con yêu quái kia.
actividades. Mắt nó to bình ra luôn. Lại
sáng đi ra ngoài rồi. Để dính cho nó khít luôn từ đầu. Này em cho cái này hai cái mặt từ em cho hai cái mặt giấy để dính luôn. Cứ cắt đi. Có nghĩa là anh bảo cho xuống hẳn ngay từ đầu. Bịt luôn dưới này đúng không? Chưa là đo. Ừ, đo. Như này là được. Đấy, như thế là ok rồi. Anh em lùi lại một chút đi. Ngồi lùi lại để em giãn ra đây là dễ hơn. Tắt cái này trước kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Cả bốn đứa hay là thật đi. Dạ thật nữa. Chụp ở trên ấy, chụp ở trên, chụp ở trên, chụp ở trên. Mẹ nó quay rồi. Nhưng mà nó quay không cảnh tan hoang quá. Ở đây thì không nhìn rõ mặt nó được đâu. Nhìn thấy ni lông của nó che hết cả mắt mình rồi này.
Cận có góc nó phải nào chứ.